À, như quý vị thấy thì trên tay tôi là có hai thanh gỗ đúng không nè? Thì mời quý vị xem sơ qua là gỗ của chúng ta như thế này. Thì một cái mặt này thì chúng ta đã qua chà nhám rất mịn và chỉ chà một lần cho hai mặt. Và mặt này thì chúng ta chỉ mới vừa ghép ra trên một cái máy cao tầng. Như quý vị thấy thì khi mà cái phôi của máy cao tầng của chúng ta ghép ra thì cái đường này là cái keo nó khô luôn, cho nên chúng ta nhìn kỹ thì chúng ta mới thấy được cái phần mối ghép. Như quý vị thấy đây này, cái mối ghép của chúng ta vẫn còn keo, nó nằm ở trên vị trí này, quý vị thấy không? Đó, đây là chúng ta mới vừa ghép ra nhưng chúng ta chưa qua bào nha quý vị. Và cái này là chúng ta chỉ mới chà một lần của trên máy chà nhám. Hôm nay thì tôi đại diện cho các anh em Thượng Nguyên cũng như là ban giám đốc Thượng Nguyên sẽ giới thiệu đến quý vị một cái hệ thống máy chà nhám trên dưới. Có nghĩa là một lần của chúng ta sẽ chà trên và chà dưới với thương hiệu là Chi Lung đến từ Đài Loan. Thì như quý vị biết là hệ thống nhà máy Chi Lung họ sản xuất rất là nhiều dòng máy chà nhám, ví dụ như là máy chà nhám có trục bào đúng không nè, rồi chà nhám có trục bào thì nó cũng có rất là nhiều, 6 tấc, 9 tấc, rồi 1,3 m, rồi chà nhám trên dưới, rất là nhiều loại. Thì hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị một cái hệ thống máy chà nhám trên dưới hai trục chỉ chà thôi. Với thương hiệu Chi Lung thì quý vị cũng biết là họ đã có rất là nhiều năm trên cái thị trường của về sản xuất và xuất khẩu máy chà nhám trên toàn cầu. Thì chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái thiết bị để mà tiết kiệm nhân công. Bình thường của chúng ta phải cần ít nhất cũng phải là 4 anh chị em công nhân của chúng ta thì chúng ta mới ra được một cái sản lượng chà hai mặt, chà trên dưới, hoặc là chúng ta phải chà hai lần. Thì hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị chỉ cần một hệ thống thôi, chúng ta có thể chà trên dưới và chúng ta chỉ cần 2 anh chị em công nhân thôi. Giới thiệu đến quý vị trước là chúng ta có những cái sản phẩm mà cũng giống như lúc nãy thì chúng ta đã có giới thiệu sơ qua, thì phôi này chỉ mới vừa ghép ra, chưa qua bào cũng chưa qua chà ha, để cho quý vị thấy là chúng ta có những cái sản phẩm này. Đó. Đây là mối ghép ha, mối ghép. Chúng ta sẽ nhờ các anh kỹ sư của Thượng Nguyên để mà vận hành máy để chúng ta xem coi cái chất lượng máy như thế nào. Mời quý vị. Đây,
chúng ta sẽ có 9 tấm. Thì như quý vị thấy thì với một cái sản lượng ra như thế này thì rất là mịn. Đây, cái tấm này lúc nãy thì chúng ta có, đây là 3 lượt đầu tiên, quý vị thêm thấy ha, rất là mịn. Và giờ bạn chị đánh giá thử coi cái sản phẩm này ra như thế nào. Dạ, rất đẹp chị. Rất đẹp. Rất đẹp. Thấy không? Nhìn ra chúng ta chỉ có qua một lần chà duy nhất thì chúng ta sẽ thấy một sản phẩm có sự khác biệt. Bạn có cái thanh nào chưa chà không? Dạ, có. Cho mình xin cát. Đây. Lúc nãy đây. Những cái sản phẩm hồi nãy là chúng ta chưa chà thì chúng ta thấy ha, lòi lõm, và chúng ta sẽ có rất là nhiều, đúng không? Gỗ ghép nè, đường keo nè, không? Nhưng mà khi mà chà qua thì sản phẩm của chúng ta rất là đẹp ha. Một vài thông tin thì Thượng Nguyên chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị, và thay mặt ban giám đốc Thượng Nguyên cũng như là anh em Thượng Nguyên đang làm việc tại Thượng Nguyên kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, và hẹn gặp lại quý vị vào video sau. Cảm ơn quý vị.